Dạ là em hiểu rồi anh, em hiểu rồi. Tức là có một người nào đó là nhắn tin cho anh, nói với một tin nhắn như thế này. Nó là cái gì đó là mày có trả lời cho tao không, không mà tao tìm tới nhà mày rồi quyết cái số điện thoại của em lên lên tin nhắn đó đúng không anh? Dạ, em thích anh như thế này. Hồi sáng giờ em bị hai hai anh rồi. Tức là thế này, em làm YouTube á, em làm bên thiện nguyện, bên hồng quay hồng cảnh đâu á, em có đưa số điện thoại của em lên trên YouTube á anh ạ. Thì em nghĩ là chắc có ai đó hại em á, rồi ghét em á, rồi cho xấu em vậy anh à. Nó lấy cái số điện thoại của nó nhắn cho anh, rồi nó quyết cái số điện thoại của em lên đó, rồi nó block cái số điện thoại của nó với anh, rồi để cho anh gọi là cho em. Anh kiếm chị, anh hiểu lầm là em nhắn anh, là người nhắn cho anh. Hồi sáng giờ bị hai anh gọi cho em nói vậy rồi anh à. Dạ thì cái đó, số đó đâu phải số em, cái số đó là số của thằng nào đó, nó ghét em hay sao đó anh, em không biết. Nó mới nhắn tin cho anh, rồi nó muốn hại em mà, nó lấy cái số điện thoại của em á, nó đưa vô tin nhắn. Rồi em là Huỳnh Kha mà, cho nên nó nói với anh như vậy để anh gọi cái số điện thoại cho tin nhắn là số điện thoại em á. Thì làm YouTube là YouTuber á, thì anh biết mà, thì có người thương có người ghét đó anh. Em nghĩ là cái thằng này chắc nó, em không biết là nam hay nữ nữa, em nghĩ chắc nó ghét em ghê lắm á, nó mới làm gì với em đó. Sáng giờ em bị hai anh gọi chửi em luôn mà em không biết chuyện gì luôn anh à. Đó, chưa giờ là em quay YouTube, em không có quay hoàn cảnh, em mới chuyển qua bên mảng làm thiện nguyện đây. Thì em làm thiện nguyện thì em phải để số điện thoại em lên đó để cho người ta liên lạc, nếu mà có mạnh thường quân nào người ta liên lạc em thì em giúp đỡ hoàn cảnh á. Em mới đưa số điện thoại em lên đó. Dạ em công khai số điện thoại em lên rồi. Thì em làm YouTube, nói chung là YouTube bơ thì chắc chắn phải có người thương có người ghét. Em nghĩ là nó ghét em quá cho nên nó cho như vậy ra nè. Em xin lỗi anh nha. Để em sẽ làm một clip em công khai lên trên trên cái kênh YouTube của em. Em là có kênh YouTube là Huỳnh Kha TV. Anh dạ thì cái tên thì của em á là Huỳnh Quang Kha. Rồi còn cái kênh YouTube của em là Huỳnh Kha TV, nếu anh không tin anh bấm lên YouTube Huỳnh Kha TV, cái người trong cái kênh YouTube đó là em á. Đây nè, đang nói chuyện với anh, em ghi âm lại, em quay một cái clip luôn nè, em sẽ công khai lên kênh em. Tức là em bị người ta hại rồi, sáng giờ bị hai lần là anh em mất chết cực kỳ luôn. Dạ không anh, em phải quay clip này em đăng lên, em nói là có người hại em để cho người ta hiểu, chứ sáng giờ thì không em bị hai người chửi em cũng không biết gì luôn anh à. Em phải, Tôi mới nghe nói để dây đi ăn tôi lên vậy. không phải em không có ghi âm anh là người bị hiểu lầm, em cũng có người bị hiểu lầm, anh em mình không có bị hại hết. Em ghi cái này lên là để em muốn cho người ta biết cái người mà hại em á anh à, cái người mà hại em với lại cái người mà gây cái sự hiểu lầm của giữa anh đối với em muốn cho xã hội biết cái có người hại em, là có người gây hiểu lầm giữa anh với em, chứ anh em mình là không có lỗi gì hết á. Chưa giờ làm có gây ổn ai đâu không? Dạ thì không gây oán hận ai, nhưng mà em tức là em nói anh là cái này, làm YouTuber thì có người thương có người ghét đó. Thì em nghĩ là thì nó ghét em quá, nó không làm được gì em cho nên nó mới cho cái kiểu này với em á. Dạ em cũng xin lỗi anh nha. Rồi, những gì mà tôi nói không đi âm của tôi mà đưa lên đi nha. Dạ, em biết rồi anh, em biết rồi. Dạ. Dạ cái mấy cái chuyện đó em không có quan tâm. Dạ. 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 Dạ, cảm ơn anh. Tức là cái gì nè mọi người, mình chuyển qua mình quay hoàn cảnh thì hồi mình mới ngủ dậy, mình mới đánh răng cái mặt xong đây, mình quay hoàn cảnh thì mình làm thiện nguyện thì mình có đưa số điện thoại mình lên trên đó đó. Thì chắc là có ai đó ghét mình, ghét đến cái độ rồi không biết. Mình chắc chắn là ngày nay còn có nhiều cuộc gọi gọi đến cho mình nữa mọi người. Họ ghét mình như thế này nè, họ lấy cái số điện thoại của mình ở trên YouTube á, họ mới lấy về, rồi họ lấy một cái số điện thoại rác nào đó, họ mới nhắn tin với biết bao nhiêu người không biết,
họ nhắn tin với một cái nội dung, đó là hồi nãy anh nói gì mình quên rồi, cái anh trước kìa, nói là nhắn thế này nè: tao là Huỳnh Kha, mày có nhận ra tao hay không, mày có trả tiền cho tao hay không, không tao xử mày. Rồi viết cái số điện thoại của mình lên trên cái tin nhắn đó mọi người, rồi nó mới block cái số điện thoại của nó đi, với người ta gọi nó không được, thì bắt buộc người ta thấy cái số điện thoại ở trên đó người ta mới gọi cho mình. Sáng giờ mình dậy mình nhận hai cuộc luôn. Thì mình cũng xin nói thế này, cái bạn mà làm như gì đối với tôi á, tôi không biết bạn là nam hay là nữ nha, nhưng mà tôi nói cho bạn biết, làm chuyện gì xấu á thì chắc chắn, làm chuyện gì xấu với người khác thì chắc chắn sẽ có một ngày người khác làm chuyện đó với bạn lại thôi nha. Tôi chẳng có ăn cái gì của bạn nha, tôi cũng chẳng có làm cái gì mà để cho bạn ghét. Bạn ghét tôi qua YouTube thì tôi chấp nhận, chứ tôi chưa đụng tới cái gì về cuộc sống của bạn, bạn cũng chưa cho tôi cái gì về cuộc sống của tôi, cho nên bạn không thể nào hại tôi như vậy được. Cái này nó dính dáng tới chuyện pháp luật nha bạn. Tất cả những hình ảnh, những người nào gọi tôi trong ngày hôm nay, tôi sẽ ghi âm lại, tôi sẽ quay video lại hết, tôi công khai lên kênh YouTube của tôi. Và hy vọng, tôi chắc chắn bạn ghét tôi thì bạn sẽ coi được cái video này. Và tôi mong rằng bạn sẽ nghe những gì tôi nói và bạn sẽ hiểu. Thì mọi người, ngày nay mình sẽ sẵn sàng, mình nghe tất cả những cuộc điện thoại của người khác điện tới cho mình. Mình chắc chắn là chỉ một nội dung như thế này thôi, mình sẽ cố giải thích cho người ta hiểu trong ngày nay. Alo, nghe ạ. Dạ, chị nhận được cái tin nhắn là nó viết cái nội dung gì đó là mày có trả tiền gì cho tao không, là tao xử mày, là nó viết cái số điện thoại của em lên đó đúng không chị? Dạ, em muốn giải thích cho chị như thế này nè. Em làm YouTuber á, em kênh YouTube của em là Huỳnh Kha TV, em quay hoàn cảnh thiện nguyện đồ á chị ạ. À, thì em để cái số điện thoại của em lên trên cái màn hình á để cho Mạnh Thường Quân đồ người ta liên hệ á. Thì làm YouTube thì có người thương có người ghét á chị ạ. À, cho nên em nghĩ cái người ghét em á, hồi sáng giờ em nhận mấy cuộc điện thoại luôn rồi, em nghĩ cái người ghét em á, nó lấy một cái số điện thoại nào rác đó, nó nhắn tin tới cho chị, rồi nó viết cái nội dung gây thù chú quán như vậy, rồi nó viết cái số điện thoại của em lên đó để cho chị hiểu làm em, rồi chị gọi cho em. À, em nói vậy nãy giờ chị hiểu không? Dạ, để em giải thích cho chị hiểu cho, sáng giờ em bị mấy người gọi tới chửi em không biết chuyện gì luôn á chị, em xin lỗi chị nha. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Dạ, em cũng không biết cái chuyện gì luôn. Nó ghét em, nó không làm được cái gì em, nên nó cho cái gì đó chị à. Dạ, xin lỗi chị. Dạ. Lại thêm một người nữa các bạn. Sáng giờ mấy người rồi đó. Dạ, alo. Dạ, em... À, anh ơi. Có. Dạ, anh ơi, em giải thích anh thế này. Có phải là một cái tin nhắn nó nhắn tới cho anh, nó nói nội dung là cái gì, mày trả tiền cho tao hay không, là tao xử mày rồi, nó quyết số thoại em lên đó đúng không anh? À dạ, em để em giải thích anh như thế này. Tức là em làm YouTuber á anh ạ, em quay hoàn cảnh thiện nguyện đồ á, cho nên em để cái số điện thoại em lên trên cái kênh YouTube á, rồi để cho Mạnh Thường Quân người ta liên lạc với em á. Dạ rồi chắc là có ai đó ghét em, thì làm YouTube thì phải có người thương, có người ghét á anh. Thì chắc nó ghét em quá rồi, nó làm không được cái gì em cho nên tắt máy rồi. Đang nói tắt máy luôn các bạn. Để mình gọi lại luôn. Mình mới giải thích cho người ta hiểu rõ các bạn, cho để người ta hiểu lầm. Chắc máy người ta hết tiền á. Dạ anh ơi. Dạ alo. Nói. Dạ. À, em giải thích anh, tức là em làm YouTube á nè, em quay hoàn cảnh thiện nguyện rồi em làm từ thiện á, rồi em có để số điện thoại em lên trên màn hình á, thì đó để cho Mạnh Thường Quân liên lạc với em á, thì làm YouTube hồi trước giờ thì có người thương có người ghét, YouTuber mà anh, phải có người thương có người ghét, thì em nghĩ là chắc ai đó ghét em là không làm được việc em, cho nên mà làm. Hồi sáng giờ em nhận biết bao nhiêu cuộc điện thoại luôn, sao ông cứ tắt hoài vậy chở, ông này cũng kỳ vậy ta. Bỏ tôi khỏi gọi lại nữa, mệt quá các bạn. Dạ alo ạ.
Dạ em nghe anh à. Dạ alo. À nói anh tắt máy rồi trời. Sáng giờ mình nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại rồi đó các bạn. Mình sẽ ghi lại hình lại hết tất cả những cuộc điện thoại của những ai gọi tới. Để mình hãy công khai lên trên kênh của mình để cho người ta hiểu mọi người. Người ta hiểu lầm. Đó các bạn thấy không? Làm YouTube thì không giặt bao nhiêu đồng. Rồi mình chuyển qua mình làm từ thiện, mình để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn thì nó lại hại mình cái gì đó các bạn. Giờ này ngồi các bạn coi nè, giờ ngồi ăn sáng ăn ổ bánh mì uống ly cà phê mà cũng không yên nữa này các bạn. Ghét tôi á thì để trong lòng chứ sao lại cho tôi như vậy, tôi chỉ nói cho bạn biết thôi chứ tôi cũng có chả làm được gì bạn, cho nên là nhưng mà tôi nói cho bạn nghe cái chuyện của bạn làm thế này á nó dính tới pháp luật nha các. Nhưng tôi nói bạn biết nếu tôi mà kiện ra người ta điều tra ra bạn á là cũng mệt lắm á. Tôi sẵn sàng tôi chi tiền ra để tôi kiện bạn á, tôi khi công an điều tra thẳng tới nhà bạn luôn các bạn tin không. Tôi không có tiền thiệt nhưng mà tôi sẵn sàng tôi dây tôi mượn tới tôi thuê công an tôi chi ra tới tôi tìm ra tới nhà bạn luôn á. Tôi muốn nói cho bạn biết là bạn đừng có hại người như vậy. Tôi chưa có làm cái gì bạn, bạn cũng trả cho tôi cái gì. Mà sáng giờ bạn làm tôi thì tôi đau đầu đau óc hết. Người ta điện thoại người ta chửi tôi ầm ầm. Giờ này có một tin nhắn nhắn tới chửi mình nữa này các bạn. Đây nè. Quay camera trước biết các bạn có thấy hay không? Để anh chuyển camera sau cho các bạn coi. Đây này các bạn, cái số này là số của cái người mà bị nó nhắn tới y như nãy giờ mình nói cho mọi người nghe á. Đây này, bây giờ người ta tưởng mình là cái người nhắn, người ta nhắn tới chửi mình này các bạn. Nè. Người ta hỏi mình mày bảo ai là chó này, các bạn thấy không? Nó. Thiệt ngày nay mình không biết mình phải đối mặt với bao nhiêu người nữa đây các bạn. Thiệt tình mình thiệt. Sáng giờ mình rối mà mình phải nói mình bắt là bị oan ức tới nỗi mà mình tức mình không làm được gì luôn á các bạn. Vừa lòng bạn chưa bạn? Bạn hại như mình như vậy bạn cảm thấy bạn vừa lòng chưa? Còn nữa. Mình sẽ quay lên hết. Tôi sẽ quay lên hết để cho bạn coi. Tôi chắc chắn bạn sẽ coi được video này. Mới có một số gọi điện cho mình nữa mà mình bắt máy lên thì tắt máy để mình gọi lại luôn nha các bạn. Mình phải giải thích cho người ta hiểu rõ các bạn à. Dạ alo ạ. Dạ alo anh ơi, có phải cái anh có nhận được một cái tin nhắn mà nhắn tới nói anh chửi anh cái gì đó rồi nói muốn đòi nợ anh, muốn đòi chiếm anh đúng không anh, rồi viết cái số điện thoại em lên đó đúng không anh? Dạ em gọi lại anh em giải thích cho anh hiểu như thế này nè. Tức là em làm YouTuber anh ạ, à, em quay hoàn cảnh từ thiện đồ á, rồi em cái để số điện thoại em lên trên cái kênh YouTube á để cho Mạnh Thường Quân đồ liên lạc với em á. Thì làm YouTube thì có người thương người ghét anh ạ. À. Cái người ghét em á nó hại em á, nó làm như vậy nó gây sự hiểu lầm giữa em với anh á. Dạ em giải thích cho anh hiểu, em cũng xin lỗi anh luôn nha. Dạ, em cảm ơn anh ạ. À. Dạ. Có nhiều người hiểu chuyện á thì mình xin lỗi người ta, người ta hiểu ra liền được các bạn. Còn như cái anh hồi nãy mà cái anh người Bắc hồi nãy á chưa hiểu chuyện gì hết mà gọi tới là chửi mình rồi. Chửi mình xối xả luôn. Rồi mình chưa kịp nói luôn các bạn, rồi lại tắt máy, rồi mình gọi lại nói được mấy tiếng thì lại tắt máy. Thiệt mình không hiểu luôn. Chắc do người ta bức xúc á các bạn. Dạ alo.
Rồi xong lại tắt máy nữa mọi người. Mình đang đi quay hoàn cảnh đó các bạn. Để mình gọi lại người ta luôn các bạn. À gọi lại đây. Dạ alo ạ. Ai đây nhỉ? Dạ dạ em chào anh. À, anh cho em hỏi có phải anh gọi cho em vì cái tin nhắn mà gọi tới thăm dò anh kêu anh trả nợ đồ chiếm anh không anh? Thấy có cuộc gọi nhớ trên máy mình nên bạn là ai nhỉ? À dạ 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 em là em khác. Ủa em đâu có gọi anh đâu, anh mới gọi em đúng không anh? Ờ đúng rồi, mà mình thấy có cuộc gọi nhớ trên máy mình mà. Dạ không á. Ủa gì lộn gì gì ta? À anh có nhận được cái tin nhắn gì anh có nhận cái tin nhắn thăm dò gì đồ chém gì không anh? À, tên là gì đây nhỉ? Dạ em tên là Kha, em là YouTuber, em có cái kênh YouTube hình Kha TV á anh à. Em YouTuber ở đâu? Dạ em ở Ninh Thuận, tại là sáng giờ có người hại em tạo một cái tin nhắn giả là nói thăm dò đồ chém gì đó là viết là ghi số điện thoại của em lên, rồi sáng giờ người ta gọi em quá trời luôn, em tưởng đâu anh cũng như vậy. Dạ nhắn đi dọ nói là Huỳnh Kha đồ chiếm đồ người ta đó, rồi nó lấy một cái số điện thoại ảo, nó nhắn như vậy là nó viết số điện thoại em lên tin nhắn đó, rồi người ta hiểu lầm, người ta tưởng em nhắn á, người ta chửi em quá trời, sáng giờ em tưởng anh cũng như vậy á. Dạ dạ em cũng quay clip em chia sẻ. Thế em nhắn lại tin gì cho người ta không? Dạ không có nhắn được anh, tại vì cái người nào hại em đâu có biết đâu. Họ lấy cái số điện thoại rác. Dạ họ lấy số điện thoại rác, họ nhắn cái kiểu đó cho người ta mà. Sao anh? Dạ em ở Ninh Thuận, em dân Ninh Thuận Phan Rang á anh. Dạ Ninh Thuận Phan Rang á. Em lại nhắn nhầm vào máy của bạn anh và em nói câu nó không hay chứ. Dạ không phải em nhắn đâu. Em nói anh nãy giờ đó là cái người nào nó hại em á, nó nhắn gì. Dạ khi nào á mà em dùng chính cái số này của em á, em nhắn cho anh á, thì cái đó mới đích thực là em nhắn. Số của em đây 0938265146 đấy, anh đang gọi cho em cái này. Dạ dạ nhưng mà anh coi cái tin nhắn ở trên cái tin nhắn tới anh á, là cái đúng số thì em nhắn cho anh không anh? Dạ em dạ em biết rồi, nhưng mà anh coi cái người mà cái anh coi cái số mà nhắn tới anh á, có phải số là của em không anh? Thì đó, cái số đâu phải số của em đâu. Khi nào em lấy cái số của em này, em nói cho anh hiểu này, khi nào em lấy cái số của em là 0938265146, chính cái số điện thoại đó của em nhắn tin tới cho anh, em hăm dọa anh, đó chính mới là em nhắn. Còn cái này người ta hại em, người ta lấy một số điện thoại rác, người ta nhắn tin tới cho anh, rồi người ta đưa cái số điện thoại em vô cái tin nhắn đó, người ta gây sự hiểu lầm của anh đối với em, người ta muốn cho anh hiểu là em là người chửi anh, hăm dọa anh đó, như vậy đó anh. Dạ em là Huỳnh Văn Kha. Dạ em tên thật là Huỳnh Văn Kha nè, em có kênh YouTube là Huỳnh Kha TV. Dạ đó dạ em mới giải thích cho anh hiểu, hồi sáng giờ em hãy giải thích rất là nhiều người. Dạ cái này em không hiểu tại sao luôn anh, người ta ghét em mà người ta làm em cũng bó tay luôn. Dạ thì em cũng tại em làm YouTube anh, nói em nói cho anh nghe nè, em làm YouTube, em quay hoàn cảnh thiện nguyện, em làm từ thiện á. Dạ. Dạ, thì em giải thích cho anh hiểu nè. Em là YouTuber, em quay hoàn cảnh thiện nguyện á, em phải đưa cái số điện thoại em lên trên YouTube để cho Mạnh Thường Quân người ta mới liên lạc được với em. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. 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 Hồi sáng giờ biết bao nhiêu cuộc luôn á các bạn à. Mình mệt luôn á. Giờ này đi làm quay hoàn cảnh mà đang đi quay mà người ta mới gọi phải trả lời, phải giải thích cho người ta hiểu. Ngày nay mình còn không biết mình đối mặt với bao nhiêu cuộc điện thoại này các bạn. Đó thì quay clip này là chủ yếu mình muốn chia sẻ lên cho mọi người xem. Đó và mình muốn gửi đến cho cái bạn mà hại mình đó. Bạn thấy như vậy bạn vừa lòng, bạn hả dạ bạn chưa? Đó còn mình muốn nói với anh em YouTuber mà làm thiện nguyện luôn. Khi xác định làm hoàn cảnh, quay hoàn cảnh như mình. Đó thì các bạn, các anh em
đưa số điện thoại của mình lên trên màn hình YouTube, thì anh em phải xác nhận rằng sẽ có một ngày chắc chắn là sẽ bị như mình thôi anh em à. Làm YouTube mà có người thương có người ghét thôi. Bây giờ mình chấp nhận thôi. Bây giờ mình đi quay hoàn cảnh mà phải nghe điện thoại người ta liên tục như thế này các bạn. Anh ơi, cho em hỏi anh có phải anh nhận được cái tin nhắn mà nó hăm dọa, nó đòi chém đồ đánh anh, nó đòi viết cái số điện thoại của em lên đó không anh? Có đâu nào, anh có gọi đi. Dạ, em giải thích cho anh hiểu nè. Số điện thoại đó không phải là em nhắn cho anh đâu. Em làm YouTuber của anh hả? Em quay hoàn cảnh thiện nguyện á, em đưa cái số điện thoại của em lên trên YouTube á, rồi để cho mạnh thường quân liên hệ với em được á, rồi cái người ghét em á anh ạ, làm YouTuber thì phải có người thương người ghét á, cái người ghét em nó mới hại em, nó lấy cái số. Dạ dạ anh hiểu rồi hả? Dạ em cảm ơn anh nha. Dạ dạ dạ, người ta hiểu chuyện được là người ta biết liền mọi người, còn có nhiều người người ta chưa hiểu thì mình phải giải thích cho ta hiểu. Đi mà không yên đâu các bạn, mình xin ghi âm, mình xin thu lại hết tất cả những cuộc gọi của người ta gọi tới cho mình luôn. Bây giờ mình đi tiếp nè. Thiệt, báo gì, người ta nói muốn làm người tốt cũng khó nữa các bạn. Dạ không anh ạ. À, có phải em hỏi anh một cái. Dạ không không, để em hỏi anh một cái. Có phải là cái tin nhắn nó nhắn tới nó hăm dọa, nó đòi chém anh, nó đòi đòi nợ anh gì, rồi nó viết cái số điện thoại của em là 146 đuôi lên nó đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, em giải thích cho anh thế này. Em làm YouTuber á, em quay hoàn cảnh thiện nguyện đồ anh ạ. À, em để cái số điện thoại của em lên trên YouTube để cho Mạnh Thường Quân liên hệ với em á. Rồi có ai đó ghét em á, rồi lấy cái số điện thoại của em trên đó, rồi nó lấy một cái số rác, nó mới viết một cái tin nhắn gây hiểu nhầm để nó gạt gửi cho anh. Rồi nó đưa cái số điện thoại của em lên trên đó để cho hồi sáng cho em nhận biết bao nhiêu cuộc điện thoại người ta chửi em quá trời luôn. Em giải thích người ta sáng giờ anh ạ. À, dạ em xin lỗi anh nha. Dạ dạ cảm ơn anh. Lại một người nữa các bạn. Đi tiếp. Dạ alo ạ. Dạ đúng rồi, số điện thoại chị đang gọi này là số của em, là em là Kha đấy chị. Em biết em. Dạ em biết chị gọi cái nội dung vậy luôn. Có một chắc có một người nào đó nhắn tin nó nói với chị là nó đòi chém chị, nó đòi tới nhà xử chị, rồi cái nó viết số điện thoại của em lên trên tin nhắn đúng không chị? Dạ, để em giải thích như thế này nè. Em là Huỳnh Văn Kha, em làm YouTuber, kênh YouTube của em là Huỳnh Kha TV á. Em làm bên từ thiện thiện nguyện á. Em có đưa cái số điện thoại của em lên trên màn hình để cho Mạnh Thường Quân người ta liên lạc với em á chị ạ. Dạ, dạ, rồi chắc ai đó ghét em á là cho nên chơi em bằng cái cách đó. Hồi sáng giờ biết bao nhiêu người gọi điện cho em rồi đó chị, chứ không phải riêng một mình chị đâu. Em cũng không biết, nói chung là em làm YouTuber thì em làm bên mạng xã hội mà chị. Thì nói chung là làm thì có người thương người ghét. Em cũng chả biết ai nữa, nói chung là nó ghét em, nó không làm được cái gì em, cho nên nó mới lùng dùng cái số điện thoại của em. Rồi nó lấy cái số ảo nào đó, nó nhắn tin cho chị, rồi nó khiêu khích chị, nó gây thù chuốc oán giữa chị đối với em. Rồi nó mới đưa số điện thoại em vô đó cho chị hiểu lầm là chị tưởng em là người nhắn. Em giải thích chị hiểu chưa ạ? Sao chị? Tức là như vậy này, cái số điện thoại của em á là 0938265146, em là chủ sở hữu cái số điện thoại đó. Em là Huỳnh Văn Kha. Nhưng mà em làm YouTube, em đưa cái số điện thoại đó công khai lên trên cộng đồng để cho em làm bên thiện nguyện, em công khai cái số điện thoại của em lên để cho Mạnh Thường Quân liên lạc với em được, để em đi giúp đỡ người ta. Rồi á, em làm YouTube á thì chắc chắn sẽ có người ghét người thương. Rồi trong số đó có người ghét em á, họ mới chơi em, không có cách nào để làm gì em, họ mới chơi em cái cách đó. Họ mới dùng một cái số điện thoại ảo, họ viết một cái tin nhắn gây thù chuốc oán để gửi cho chị, để chị hiểu lầm là em. Rồi họ mới lấy số điện thoại của em, họ gửi qua cho chị luôn, để cho chị hiểu lầm là em là người nhắn tin cho chị. Dạ em giải thích chị hiểu không ạ? Không phải cũ hay mới, tức là cái số điện thoại của ai nhắn cho chị em không có biết. Còn cái số điện thoại mà nó viết ở trong tin nhắn, nó viết ở trong tin nhắn là nó viết cái số điện thoại của em vô trong đó.
khi nào mà em dùng cái số điện thoại chính thức của em là cái số 0938265146 á, khi nào em dùng cái số điện thoại đó em chính thức nhắn tin cho chị đó, thì cái đó mới là em nhắn. Còn cái này nó chơi em, nó chơi ép em á chị, nó lấy cái số điện thoại ảo nào đó nó mới nhắn cho chị. Thì em đang hiện tại em đang quay clip để em đăng lên kênh của em, kênh YouTube của em là Huỳnh Kha TV nha. Em sẽ đăng cái clip này, em sẽ đăng cái clip này công khai lên trên kênh YouTube của em sớm để cho mọi người hiểu em. Em không có tội, nhưng mà ép một cái là người nào đó nó chơi em, nó ép cho em. Em nói chị hiểu không ạ? À? Dạ. Sao chị? Sao hả chị? Dạ không có canh chỉnh, nói chung là làm YouTuber thì làm mạng xã hội mà chị, nó cũng như cái kiểu như là gọi như mình làm ở trên mạng xã hội thì chắc chắn thì phải có người thương người ghét đó, thì người thương không nói gì, còn thì chị cứ nghĩ đi, chị cứ nghĩ tưởng tượng như một người ca sĩ hay một người diễn viên gì đó thì chắc chắn phải có người thương người ghét, anti fan và fan đó, thì những cái người ghét em, cái đó gọi là anti fan đó chị, thì họ không làm được cái gì. Chính vì em đưa cái số điện thoại em công khai lên trên YouTube cho nên họ mới trao ép em như gì. Ê. Thì em dạ sao chị? Em đang quay cái clip đây, chị đang nói chuyện với em đang ghi hình lại đây. Em sẽ ghi lại một clip, hồi sáng giờ có rất là nhiều người gọi cho em chứ không phải như một mình chị đâu. Người ta hiểu lầm em, người ta tưởng em là người nhắn như vậy. Em sẽ đăng cái video này lên sớm thôi. Em sửa xong video này, đến trưa ngày mai em sẽ đăng lên trên YouTube của em là Huỳnh Kha TV. Chị lên trên kênh YouTube của em, chị bấm cái kênh Huỳnh Kha TV. Cái kênh có 66.000 mấy trăm người đăng ký là kênh của em. Dạ đúng 11 giờ trưa mai chị bấm lên kênh YouTube Huỳnh Kha TV. Cái kênh 66.000 mấy trăm người đăng ký á, là chị thấy em, chị thấy mặt em lên đó luôn. Dạ, em cảm ơn chị. Mình đi quay hoàn cảnh mình về rồi mọi người. Mình vô mình tắm cái, mình vừa ra cái là gọi luôn nè. Thêm người gọi nữa. Mình không biết từ đây tới chiều có kéo dài được bao nhiêu người nữa, đây mình không biết. Tới chiều mình sẽ chốt lại, mình và mình sẽ sửa video này mình đăng lên nha các bạn. Ok mọi người. Giờ này thì cũng đây nè. 8 giờ 15 gần 8 giờ 20 rồi mọi người. Ngày hôm nay mình nhận rất là nhiều cuộc gọi. Thì mình có quay lại hết, mọi người cũng thấy rồi không? Thật sự ngày hôm nay mình rất là áp lực mọi người. Và mình rất là bực luôn. Nhưng mình không làm gì được. Mình chỉ có thể giải thích được ở trên cái video này thôi. Thì nói chung là đây là lần đầu tiên mình gặp. Tại vì mình làm thiện nguyện, trong thời gian gần đây mình mới đưa số điện thoại của mình công khai lên trên YouTube thôi. Đó. Thì mình không biết là những anh em YouTuber mà làm thiện nguyện có bị vấn đề này chưa, thì mình không biết. Nhưng mà làm YouTube thì phải có người thương, phải có người ghét. Đó là chuyện bình thường mọi người. Nhưng mà cái người ghét mình đó, làm như thế này đối với mình là hơi quá rồi. Cái này là nó dính tới chuyện pháp luật đó nha mọi người. Và mình muốn, tôi muốn nói riêng cho cái bạn mà đang hại tôi á, làm cái vấn đề này với tôi á, tôi biết chắc chắn bạn theo dõi video của tôi, bạn mới biết và bạn mới hại tôi như vậy. Thì tôi muốn nói cho bạn biết là cái này á, nó liên quan tới vấn đề pháp luật nha. Cái này là cái liên quan tới cái vấn đề bạn vu khống ám hại người khác. Bạn gây hiểu lầm từ một người không biết gì là như tôi đến với những người bên ngoài, người ta gọi điện, người ta chửi tôi là bạn là người gây ra, bạn là người chịu trách nhiệm. Cái này á, nếu mà đưa vô pháp luật xử á, thì khép vô tội của bạn cũng hơi bị nặng đó. Tôi muốn nói cho bạn biết như vậy. Nhưng thật sự là hôm nay mình rất áp lực mọi người. Mình đi quay hoàn cảnh nhưng mà mình không có tâm trạng mình đi quay luôn. Mình cứ đi được một lát là lại nhận được cuộc điện thoại. Cứ đi một lát là nhận một cuộc điện thoại. Áp lực cho trong đầu mình, ngày nay mình chịu không được. Thì giờ này là 8 giờ mấy rồi. Mình nghĩ là không còn ai gọi nữa. Cho nên mình mới
quay một cái đoạn kết như thế này, mình nói cho mọi người hiểu. Tức là giống như là khủng bố mình gì đó mọi người, giống như là mình bị khủng bố vậy đó. Tại sao lại có thể làm được cái điều đó đối với mình, trong khi mình không làm gì họ, không biết họ ghét mình như thế nào thì không biết, mình chả làm cái gì của họ, mình cũng chưa có đụng tới cái bản thân của họ, mình chưa có làm gì hết của họ, mình chưa có lấy được của họ cái gì cả, mà họ ghét mình thì thôi, họ lại hại mình như vậy đó mọi người. Mọi người nghĩ coi, nếu như đặt vậy trường hợp vào mọi người mà mọi người bị như vậy, mọi người có cảm giác như thế nào? Thì video này tôi chỉ muốn gửi cho các bạn mà hại tôi nè, tôi nói cho bạn nghe nè. Ở trên đời này á, cái luật nhân quả nó có nha, trái đất nó xoay tròn. Ngày nay bạn hại tôi á, thì ngày hôm sau sẽ có người khác hại lại bạn. Mà khi mà bạn bị hại lại á, thì gấp 10 lần tôi. Khi mà bạn bị hại lại á, đời sẽ trả lại cho bạn bị gấp 10 lần khi mà bạn hại tôi đó. Tôi nói cho bạn biết, luật nhân quả nó có thường mà. Thì chúng ta sống trong đời mà mọi người, mình sống là phải có cái tâm. Mình đặt cái tâm mình vào cuộc sống, mình sống tốt thì mình sẽ nhận lại tốt, mà mình sống ác thì mình sẽ nhận lại ác. Vậy thôi. Mình trước giờ mình chưa bao giờ mình làm điều gì ác với ai cả. Và cái lần này là lần đầu tiên mình bị hại như thế này á mọi người. Giống như bị khủng bố tinh thần mình vậy. Thì tôi chỉ muốn nói cho bạn biết vậy thôi. Chứ còn bây giờ tôi có thù bạn hay dân thì cũng như thế thôi. Thì nó cũng xong rồi. Và mình muốn gửi video này đến tới cho những ai mà gọi điện cho mình trong ngày hôm nay bị hiểu lầm là tưởng đâu là mình làm như vậy. Thì nếu những người gọi điện cho mình ngày hôm nay mà có xem được cái video này của Huỳnh Kha thì cho Huỳnh Kha xin lỗi. Mặc dù Huỳnh Kha không có làm điều gì nhưng mà cho Huỳnh Kha một lời xin lỗi gửi tới tất cả mọi người. Vì cái video này nó đường đột quá, mình phải quay lên trên đây. Mình xin lỗi mọi người vì mình ghi âm tiếng của mọi người gọi tới cho mình đăng lên trên đây. Nhưng buộc lòng mình phải làm như vậy để cho mọi người hiểu là Huỳnh Kha không có như vậy. Mình trước tiên mình xin lỗi mọi người luôn. Và video này mình muốn gửi tới cho tất cả mọi người xem trên kênh YouTube của Huỳnh Kha TV một lời cảm ơn. Mình chỉ muốn giải thích là mình là người như thế nào thôi mọi người. Mong mọi người hiểu. Và tôi chỉ muốn nói với bạn mà làm điều đó với tôi đó, thì tôi cũng chẳng có thù gì với bạn cả. Rồi sau cái công việc, sau cái vụ việc này, tôi cũng không có để bụng đâu. Tại tôi là người tôi sống, tôi không có thù dai các bạn. Tôi ai hại tôi bữa nay vài bữa sau tôi quên thôi. Thì tôi không có đi hại ai, cho nên người ta hại tôi bữa nay, tôi không có chết, tôi còn sống, thì qua mấy bữa sau tôi quên thôi. Tính mình nó dễ quên lắm mọi người. Tính mình nó dễ buồn cũng dễ quên. Thật sự là hôm nay mình rất là áp lực, mình rất là bức xúc luôn. Tôi chỉ muốn gửi tới bạn như thế thôi. Và mong bạn suy nghĩ lại cái hành động của bạn làm với tôi, đối với tôi. Và video này mình muốn gửi tặng tới cho tất cả anh em YouTuber. Anh em nào mà làm YouTuber á, làm về vấn đề thiện nguyện á, mà có công khai số điện thoại của mình lên trên á, YouTube á, thì anh em hãy xác định. Anh em hãy xác định. Có thể một ngày nào đó anh em sẽ gặp trường hợp như mình, và anh em biết đường mà xử lý. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra xem cái video này của mình. Video này của mình không có nội dung gì hết. Video này Kha chỉ muốn quay lại những cái nỗi oan của Kha phải nhận lại trong ngày hôm nay để gửi tới cho mọi người xem, để cho mọi người hiểu mình Kha là người như thế nào. Mình đi làm từ thiện, mình bỏ tiền túi mình ra đó mọi người. Đó, mình bỏ tiền túi của mình ra, tiền mình làm YouTube á, một tháng chưa có dẹp bao nhiêu đồng hết trơn á, nhưng mà mình chuyển qua vấn đề từ thiện thì mình đi giúp đỡ hoàn cảnh, mình gặp hoàn cảnh thì mình phải giúp. Mình giúp là mình bỏ tiền túi của mình ra mình giúp. Nhưng mình không hiểu tại sao mình làm như vậy mà lại có người ghét mình đến như vậy á mọi người. Mình làm như vậy thì có điều gì xấu? Mình cảm thấy chả có điều gì xấu cả. Biết bao nhiêu cái hoàn cảnh ở ngoài xã hội kia, người ta đang cần sự giúp đỡ, người ta rất là éo le, rất là khó khăn.
Trong khi đó mình nghèo, tuy mình nghèo nhưng mình có cái nhà mình ở, mình có cơm mình ăn hàng ngày, mình có áo mình mặc, mình có cái đồng tiền mình xài, mặc dù nó không có nhiều nhưng cũng đủ cho mình sống qua ngày nha mọi người. Thì mình trích ra một ít mình đi giúp người ta, trong khi đó nhà mình thực sự nó còn rất nghèo, nhưng mình vẫn cố gắng. Tại vì bước ra ngoài xã hội mình mới thấy được nó có rất nhiều hoàn cảnh nó còn khổ gấp trăm gấp ngàn lần mình. Thấy không giúp rồi lương tâm mình chịu không có được á mọi người. Bỏ tiền túi của mình ra để giúp, giúp đến nỗi mà cái bóp mình nó muốn cạn tiền luôn, nhưng mà lại nhận lại như thế này đây. Thật sự ngày nay mình áp lực mà mình rất là buồn, nhưng mà thôi thì nó cũng qua rồi. Thì cũng không muốn nói nhiều nữa, thì mong mọi người hiểu cho Huỳnh Kha như thế nào, Huỳnh Kha là người như thế nào và Huỳnh Kha sống như thế nào. Ok, thì cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để xem cái video này và hiểu cho Kha. Qua một ngày mới thì mình chúc tất cả mọi người vui vẻ và thành công trong cuộc sống, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình luôn. Mọi người yêu quý Huỳnh Kha là nhớ để lại cho Huỳnh Kha một cái like và một cái đăng ký kênh, kèm thêm một lượt chia sẻ video, giúp cho Huỳnh Kha có thêm tương tác để có động lực làm thêm nhiều video ý nghĩa hơn cho mọi người xem. Ok, thì mình xin dừng video tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bây giờ xin phép, bye bye mọi người.